Thư thứ hai của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê, chương 1. Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho Ti-mô-thê là con rất yêu dấu của ta. Nguyện con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lois bà nội con và trong Ernest mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Vậy nên, ta khuyên con hãy nhan lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bằng là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ. Nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giê-xu Christ cứu Chúa chúng ta. Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng. Ấy là vì tin lành đó mà ta đã được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Con biết rằng mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta. Trong số ấy có Phi-gen và Hẹt-mô-gen. Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Onisiphore, vì người đòi phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ. Lại còn khi người vừa đến thành Roma đã vội vã kiếm ta và kiếm được. Xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó. Con lại biết hơn kẻ khác, người ở Epheso đã hầu việc ta mọi đàng. Chương 2. Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu Christ, sanh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đổi bị trói như người phạm tội. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giê-xu Christ với sự vinh hiển đời đời. Lời này chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Những người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính,
và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Lại rằng, phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình, và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận, với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Chương 3. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia, Janet với Jambe chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chương 4. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài, mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ, con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.
hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đê Ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rê-sen đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. Chỉ có một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Ti-chi-cơ sang thành Ê-phê-sô. Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút thành Tro-ách, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm. Tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen. Hãy chào thăm Berica và Aquila cùng người nhà Onesiphore. Erac ở lại tại thành Corinto, còn Trophim đương đau ốm, ta để ở lại tại thành Mile. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Obulu, Buden, Linus, Claudia cùng anh em thảy đều chào thăm con. Nguyện xin Chúa ở cùng tâm thần con. Cầu xin ân điển ở cùng các anh em.